Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món sườn sò mặn mọi người, với trứng gà sò hủ qua mọi người. Ăn kèm có cà gió mọi người, hành lá mọi người, hành lá đậu dòng với cà gió mọi người. Nước chấm có nước mắm mọi người, nước mắm mặn, mắm chanh tỏi ớt mọi người, với muối mọi người, muối ớt mọi người. Tráng miệng có trái mặn mọi người, quả dâu mọi người, dâu chín mọi người, dưa muối ớt mọi người, dưa gừng mọi người, mứt gừng mọi người, dinh gơ mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà xanh tiết mọi người, xanh tiết Mộc Châu. Đem mọi người sườn sò mặn mọi người, sườn khô tiêu mọi người, trứng gà xào hủ qua mọi người, hủ qua mọi người. Hành đậu dòng cà gió mọi người, cơm mọi người, mặn chín mọi người, dâu chín mọi người, quả dâu mọi người, dâu mặn, dâu chín chín dâu mọi người, trà đá mọi người, trà xanh tiết mọi người, xanh tiết Mộc Châu mọi người. Củ sen mọi người, củ sen ngâm chua ngọt mọi người, nước mắm mọi người, mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người, chén không mọi người, chén không mình xương. Mất mọi người, mất gừng mọi người, muối mọi người, muối ớt mọi người, muỗng mọi người, dài mọi người, dài lông mọi người, lông dài quay dọc, đổ mọi người, dài 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 lông. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người, cơm thôi, sườn sò mặn mọi người, sườn da mềm mọi người, ngon mọi người. Cây gió luôn rồi, chua chua luôn rồi. Nó xem nó có gì chua không rồi. Chua chua luôn rồi. Luôn rồi. Nó xem đúng giờ không rồi. Tôi chưa một ngọt. Hôm qua bao rắn luôn rồi. Không gà mình thơm. Nói chung ăn đáng quen thấy nó ngon mọi người. Đắng mà cũng quen luôn rồi, hay đắng ép luôn rồi, món gì đắng ép luôn rồi. Cái sừng cộm này luôn rồi, dễ làm luôn.
nướng nấu canh chiên ăn cũng được mà. Sợ quá cũng đúng mà. Phải cũng phải. Đối với chỗ xương cốt, chỗ mà cơm tấm mà xương cộng rồi ăn đúng ngon mà, làm mấy cây kẹo quán nhỏ nhỏ mà bớt được mấy cái bàn, mấy chỗ đó ăn ngon mà. Không biết lúc đó đi làm chưa không còn. Xương cộng xương cây lắm mà. Giờ ăn được nhiều món mà cái hôm qua này kia mà cho là ăn là dễ đắng mà. Giờ khẩu vị cũng đa dạng hơn đó mà dễ ăn hơn đó. Sườn dây da mềm mềm mà nó không lấp răng mà chỗ lấp da đây mà ăn ngon mà. Sườn này không mềm mềm á, cái cắn lúc nó nướng mà đúng béo mà, béo một ngọt mà ngon. Này cháy mặn luôn nha, quả dồi không nè, quả roi không, quả dồi không biết mấy dồi không nè, vừa chín, vừa chín chín dồi, vừa chín nghe rồi chín ngà gà chín cựa rồi chín hoàng mao luôn rồi. Mặn ngọt luôn. Mặn ngọt luôn mà đúng ngọt. Trái này ngon mà ngọt ngon.
nem mắc gơm luôn. Nhìn gơ mà tiếng Anh nhìn gơ thì nó ngọt ngọt mà cay cay nhẹ mà có gì đắng nhẹ mà hầu đắng nhạt nói chung ăn đắng được quen rồi cảm giác ăn nó ấm nè cay cay nhẹ nè cay cay ấm ấm ngọt ngọt. Nói chung ăn mà được nhiều khẩu vị mà ăn được nhiều món hơn rồi còn mà ăn mà ít khẩu vị ăn như đó mà đó là tôi ăn đắng không được rồi. Uống trà thơm rồi đó đó là ăn đắng không được rồi. Cay không được rồi. Nhưng béo không được rồi. Dầu cổ cũng ít ăn nữa mọi người chừng đó ăn ăn lắm mọi người còn giờ thì ăn nào hình như cái nào ăn cũng được cho mọi người không vậy món nào ăn cũng được cay đắng ngọt bùi món nào ăn cũng được hết khẩu vị giờ đa dạng hơn rồi ăn nhiều món hơn đó. Cái sườn sò mặn rồi, sườn sò mặn ăn ngon rồi, cái sườn nó dai dai mềm mềm ngon rồi, mặn mặn rồi, cái này ăn với cơm rồi, mặn mặn béo béo, cơm ngon rồi, vừa ăn rồi. Còn này ăn nãy ăn ăn không với đứa ấy cũng không cảm giác nó không quá mặn lắm rồi, ăn với cơm được, ăn với cơm mà vừa ăn rồi, ngon. Còn cái hộp gà này, hộp gà sò qua rồi, hôm qua thì bao đắng luôn rồi, ăn nó đắng đắng luôn rồi. Cái hộp gà trứng gà ăn thơm thơm luôn rồi ngon hành lá đậu dầm với cây gió ăn ngon rồi ngon cây ngô sen nè mọi người củ sen chứ củ sen ngâm chua ngọt luôn rồi này ngâm có hậu chua 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 ngọt ăn ngon rồi giòn giòn giống như đậu chua luôn rồi còn bữa trước ngâm có hậu ngọt không rồi chắc để đường không có để ấy để giấm hôm nay thì ngon vừa ăn hơn rồi mặn mặn chín vô chín rồi ăn ngon ngọt ngon rồi chấm muối mình quá mứt gừng rồi ăn nó ngọt ngọt cay nhẹ rồi có gì hậu đắng đắng rồi trà xanh tép cũng thơm rồi xanh tép một chậu cơm ngon rồi chào tạm biệt mọi người nhé chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ bye mọi người.